Mình đã cùng các YouTuber tạo ra server Minecraft Cubitao nhằm mục đích kết nối các YouTuber, TikToker Minecraft lại với nhau. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có những cuộc phiêu lưu đầy vui vẻ cùng với mọi người. Đừng quên rằng là ấn like và đăng ký kênh, cũng như là comment để ủng hộ mình và các YouTuber tham gia server nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu video thôi nào. Cốc cốc cốc. Ai gọi đó? Tôi là thỏ. Xin mời vào. Cốc cốc cốc. Không nghe tiếng, không nghe người nhỉ? À, nghe thấy người nhưng mà à, quên mất. Nghe thấy tiếng mà không thấy người nhỉ? Ai gọi đó? Đây à? Cốc cốc cốc. Ngoài luôn à? Ảo thật đấy. Tôi đói quá. Tôi đói quá. Tôi đói quá. Tôi đói quá. Tôi no rồi. Tôi về đây cảm ơn gia đình nhà mình nhá. Cái cúp tôi đâu? Cúp tôi đâu? Lại như cái chợ rồi. Ở đám cưới rồi Tý ơi. Hả? Sao lại đẻ rồi em mà đám cưới? Chuẩn bị đám cưới nhau rồi. Ơ, thế ta tưởng là em có cái cậu em trai Henrik ok và ba cưới rồi mà lại đến lượt anh trai à? Henrik là người nhà, không có cưới được. Ủa? Ủa mọi người đâu rồi? Đâu? Wicky cưới sư muội đúng không? Đâu, yêu cầu Wicky ra đây để nào. Giọng ai quen ta. Wicky đâu? Đâu? Im lặng. Bây đâu? Giờ bây giờ anh muốn em phải lựa chọn gì hả? Giữa lựa cái việc là một thằng này em đi chai chén đi nhận nó gây và cái việc đi lấy cưới vợ hả? Đúng rồi. Em thà em cưới vợ còn hơn em gây. Trời ơi, không nghĩ là em thôi. Chúng ta đi thôi anh ơi. Em nghĩ cho em nhưng mà em không nhận em gây. Nào bây giờ ai tóm lại là bây giờ ai đang tán và ai đang định cưới gọi là tiểu sư muội sai lầm. Bọn em tán tôi. À Wicky đúng không? Yêu cầu Wicky ra đây hãy thử tiêu diệt con Quy Đờ, tiêu diệt thành công thì ta sẽ cho cưới. Được. Ôi, em phía bên kia. Mọi người cứ bình tĩnh, cái này để lễ khác đâu, cái này hơi nguy hiểm suy nghĩ. Anh với cây phải đi với em. Cái kèo này được. Đâu? Em phải đi thông báo cho mọi người biết là chúng mình sắp cưới nhau. Đâu, mặc đồ vào để chứng minh là mình lực lưỡng trai trẻ nào. Đâu, anh triệu hồi anh Quy Đờ đi nè. Nhưng mà phải triệu hồi ở chỗ cái hang nào thôi. Đâu, triệu hồi chỗ cái hang nào? Đi ra đây đây. Một tay thôi, nói cho mày. Đâu có cái hang nào? Quyết thợ nó phái được cái này à, không được đâu à. Thôi thả đây là chết cả đám đấy. Thả đây là chết hết. Ủa vậy? À. Ta đang vừa lấy chứ ta đọc tin nhắn cái gì mà sắp cưới, sắp đẻ đến nơi rồi ta vội vàng. Đúng rồi. Anh đây mà anh không biết đâu. Anh không biết đâu, lúc mà khi tụi em đang làm việc á, cái tự nhiên anh quýt kè anh tới, sao anh ngồi anh cười lộn ruột, sao anh rồi anh vô phòng của sao, sao làm cái gì đó, sao đó rồi. Quá trời ơi, tôi không chịu trách nhiệm với em, làm em... Trời ơi, tôi có làm gì đâu, đừng có nhét chữ vô mồm tôi nữa mà. Ta chịu đi. Anh bắt buộc phải đuổi của em, anh không còn lựa chọn nào khác. Bạn ơi. Rồi nhà chế cái thuốc tàn hình thôi, pha, pha này tôi ngồi xin cùng bạn mà không sao hết á. Bạn ơi. Sát ơi. Ta chịu đi. Đây, bạn không báo đi em ơi. Đợi cái tiệc cưới của anh được. Đi đây. Thôi nào. Này, bạn không báo đi. Không thể nào để mang cái tiếng như bạn không báo chưa? Là bằng 60 full Nether Drive được. Đi đây. Đâu, bạn không báo đâu. Anh cả gọi là người anh em của mình đi đấy luôn đó hả? Để em làm thiệt cưới, để em làm thiệt cưới nha. Bây giờ nó vui chơi là sản phẩm rồi, không lẽ Wicky ghi kiểu gì? Sợ quá cơ. Kiểu gì? Ta vừa đi có 15 phút ta lấy được 6 cái đầu Quy Đờ mà đã đẻ sắp đẻ nơi rồi, sợ thật đi. Ủa, mọi người ơi, Wicky ghi kiểu gì đấy? Tốc độ còn hơn cả bác người dân. Quýt phù thủy, sao đó là thêm chi cây này hả? Ờ, thế cũng được. Không phải. Đây, cây chữ K, xích chữ K thôi, xích chữ K thôi. Em không biết ghi tên chồng em. Rồi, đấy, rồi. Ngày đám cưới. Mọi người nghĩ là em nên đặt tên con là gì? Ngày đám cưới đâu? Tên con là gì được ta? Tên con là Hero cũng được đấy, giống Hero Blind. Ôi, hay là đặt tên là Such cây đi. Cái gì? Such cây là cái gì? San dép cây à? Nhưng mà anh ơi, anh thấy bộ em có hợp đôi không? Ta nói chung là ta chưa thấy là không biết rằng là có mạnh mẽ khỏe mạnh không, nhưng mà phải tiêu diệt được con Quy Đờ cho ta thì ta mới xác thực được. Còn ra trưởng nữa cơ. Ra trưởng. Chị em ấy.
Tao đau đầu quá. Rồi Sam với ngày cưới vô kìa. Sao tao vừa hôm nọ ngày cưới. Tao vừa hôm nọ nghe tin là Henrik xong 3 ngày nữa. Trời ơi. Em ghi hộ em luôn đi. 3 ngày nữa cưới luôn rồi. Vội quá. Phải nhanh chứ. Cái bản đâu em ghi đi 3 ngày nữa. Con nữa. Sợ quá. Mà cái bản hồng rồi. Chịu đây. Mà em định nuôi theo chó, thêm chó với mèo nữa để cho cả nhà cùng vui. Trời ơi. Trời ơi, nghĩ đến thôi đã thấy vui rồi đúng không? Yeah, em có chồng rồi này mọi người ơi, em có chồng rồi. Cục bé. Thật đáo đẻ. Đúng rồi, tao định nói. Thật đáo đẻ. Ta hơi ta đi tiêu diệt quy đà đây, chào nhá. Chứ không ấy ai có đi giúp ta được không? Ủa, em ghi ngày vô các bạn hồng đâu, em ghi 3 ngày nữa cưới. Dạ, em ghi cho đây, Đó, em làm thiệp mời cưới nha mọi người. Yeah, yeah. Thế là em chuẩn bị có chồng rồi. Oh my god. Hey, giặc ơi, giặc ơi. Oh my god, hỡi những chàng trai khỏe mạnh, ta có nguyện muốn nhờ. Hụ ta với. Thôi, không. Ai khỏe đang đi ấy rồi. À, đang đi à? À, vị huynh này tín ok và ba đâu. Nhưng mà có được đấy không? Có gì? Được cái đầu này nó đẹp đẹp đó. Ta có ba, ta có ba cái đầu này. Tao có 6 cái đầu này. Chỉ đánh được 2 con đấy. 6 đầu hả? Ờ, 6 đầu. Thế là cho một con đúng không? Thôi cũng được. À, đi triệu hồi luôn đây nhé. Ui, được luôn. Ở đây bảo vệ căn cứ, bảo vệ căn cứ. Ta tưởng các chàng trai khỏe mạnh ở đây là triệu hồi ở đâu. Thế vẫn phải xuống địa ngục à? Đúng rồi, xuống địa ngục này không ấy thì hay là thử triệu hồi ở ngoài không, ai thử gõ một búa em thử xem nào. Ừ thì được ạ. Ừ đâu thể hiện sức mạnh mà... đi như vậy ta nghe không cô đấy mà bây giờ xuyên xem cái cánh có phải là cánh thiên thần của đệ không để có thể ta dùng cánh được thiên cái thần này cũng phải lâu lắm cánh thiên thần chỉ có cái kiếm quy vu thôi này không hả này kiếm quy vu thôi không thì huynh đệ bí ngô này ơi không thì bây giờ ta trả cho huynh đệ cái cánh ác quỷ được không? Không, cánh thiên thần cơ, cánh thiên thần mới bung lụa được. Trời ơi. Đấy chết dưới kia mất cánh thiên thần rồi, thiên thần lấy nhầm cánh chắc... của ai rồi. Cánh thiên thần chắc là bị đổ xuống bên... lava nó mất luôn rồi, chắc thế. Không, sợ không để lấy nhầm cánh của ai á. Đây là có một người lấy nhầm rồi. Thế ta không lấy. Rồi ôi, thế sang hỏi đi cô ơi. Tính cởi ra mau lên, ta kiểm tra. Cánh ta là cánh công công. Người có thể thử xem. Ủa cánh công công này có giúp tung cánh gọi là cao hơn sư huynh. Thử đi, vị sư huynh có muốn thử không? Cánh này mạnh lắm đó. Thử phát đi vị đồng không? Đâu, vị sư huynh đâu? Đây cánh công công. Chả thấy ai cầm totem ta sợ là có lần quay ra chết. Ê đúng không? Cánh công công bay bay trời ơi, có gì đâu mà. Nhảy cầm hoa đúng không? Thử đi, vị sư huynh thử đi. Không cần pháo hoa. Henry rồi, xuống đây anh cho cái này này, Henry rồi. Thấy bay xa chưa? Xa, được cái xuôi ngay, được cái xuôi ngay. Hai kim cương. Đây, ra đây anh cho. Cái gì vậy? Người sư huynh sử dụng cánh tôi là hai kim cương. Kim cương à, Ending. Trời ơi, đã giống. Ơ, đánh cái một hụt ảo thật đấy. Quê quá hả, như đánh cái một hụt ảo quê thật đấy. Đang tép thủ. Ta cho người sư huynh nở đó. Thật quê quá, đánh cái một hụt ảo thật đấy. Ta có vegan, à ta có totem đây, đánh đi. Ây da! Ui dồi ôi! Uầy, tính ra dễ nhỉ? Ôi, nhưng mà hình như là thấy bảo là cái hitbox ơi. Hitbox của cái búa này nó bé hơn đúng không? Không có sự vượt này. Này phải kiểu như là nó đánh ngắn hơn đấy. Sao được? Nó tay... Có mỗi cái cánh thôi mà suốt ngày sang đây này như... Đi về đi! Ê, Xuyên nha, Xuyên thích chiến đúng không? Nào! Ra đây! À, bật à? Do bật à? Bật à? Bật à con rơi này! Bật à? Tạm thời chưa có đồ, tôi chưa có đồ, tôi vừa chết xong, Xuyên cứ thử đấy. Xuyên chiến thì đợi tôi quay lại. Ta tốn mình thức sức mạnh. Ta chờ sẵn rồi. Tôi tìm mỗi cánh thôi. Ta là... Này bây giờ làm nào để kiếm block nhanh nhở thà. Thế này lâu quá này, cả đời ta đó. Chắc cả đời ta mới dùng được cái beacon quá. Hả? Block nhanh á, block nhanh thì chỉ có farm sắt rồi. Đợi farm sắt thôi. Trời ơi, thà như hoặc là block nhanh thì bây giờ chỉ có xuống cái chỗ của bọn người lợn ấy, đào ở mấy chỗ đấy. Là cái cơ. Gì đây? Tao bấm nhầm, tao bấm nhầm, tao xin lỗi. Tê ơi, tê rồi. Đi đi thôi, bên kia bấm nhà Bí Ngô ấy. Lại bên nhà Bí Ngô à? Hết từ từ đã, đừng xem tốt to vợ, để sang bên này xem anh trai cắm sừng em á, xong rồi đi. Đâu đâu xem ba mặt một lời nào, khổ quá. Trời ơi em ơi, sao lại nhảy xuống thế, pháo hoa nè. Đâu?
Cứ bình tĩnh chứ, đây. Ơ, bên làng khôn mà, nó bên làng khôn mà, nó bên làng khôn mà. Lại bên làng khôn. Thà. Dạ. Trốn, trốn đâu? Đâu rồi? Đâu rồi, trốn ở đâu rồi, trốn ở đâu rồi? Ra đi. Vợ kiếm kìa. Bên này nè, bên này nè. Sư đệ. Trời ơi, bạn Tân. Sư đệ bảy ơi. Gì đấy nhẹ? À. Cái gì mà qua lại. Ủa đâu bên này đâu? Dữ vậy ta? Đâu rồi? Quýt cây đâu rồi? Không biết, không biết. Quýt cây nào? Quýt cây đâu? Bị bắt vô tù rồi. Làm gì có cái trời ơi. Nói cái gì bên vậy? Bên này không có tù. Ủa? Là nó vô nhà là khám xét vậy ta? Ây ây, bậy à, bậy à. Chí sắp thế à? Chí sắp. Ta tưởng gỗ này nó sáng hơn. Ủa cái gì mà ai chém con mèo? Sao chém con mèo vậy ta? Ê, con mèo nhà nha. Vào nhà tôi là cấm gọi là ở xung quanh cái nhà cũ đâu vậy xung quanh. Pham 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 sắp thôi mà. Ủa nhà cũ đâu hả? Xung quanh. Vô nhập cái gì đó. Không, các vị huynh đài này hỏi tôi bị điếc rồi. Rồi, rồi. Rồi, ủa ta có món quà tân gia dành cho các vị. Hết rồi, hết tân gia rồi, hết tân gia. Hết tân gia rồi. À? Rồi, hết rồi. Đợi rồi, một tí là có à. Đợi một tí có quà, có quà. Alo. Shopee Grab ship ngay cho ta một món quà. Ok ok, 5 giây, 5 giây. 4. Có quà, có quà. 3 3 3. Không đi vậy. Rồi, có quà đến đến làng. Ôi trời ơi. Thôi thôi, bà xuống đó, bà đi. Rồi, mọi người tìm vị trí 123321. Đâu, vào group. Vào group đâu? Đứng xa ra nghe mọi người. Xa thiệt là xa ra nghe. 123321. Nghe thấy tiếng. Đây. Ho ho ho. Merry Christmas. Cụ Dương, à cụ Dương vô rồi. Nào quay lên nào. Chưa. Nghe được chưa cụ? Hai like đi cụ. Nào. Đây rồi. Ôi. Người hùng của làng ơi. Nào thả xuống nào. Đâu rồi. Focus thả rồi xuống. Đấy. Rồi à. Nó vẫn focus cụ đấy. Rồi nhảy xuống nào. Woo. Để ta. Về chứ để ta cho. Đâu rồi rồi. Nè như sao ta không bay cố được lên. Ui nó bay xa thế. Ôi cụ ơi là ngắm cụ thôi. Rồi xong lệch rồi, lệch rồi. Lệch rồi mấy cụ ơi. Sao nhiều người lên rồi. Không được, nó lên cao quá. Nó lên cao quá, không 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 ấy được, khó lắm. Trời ơi rồi, nó lên rồi, nó mất con ghi đờ. Rồi xong nó mà đi theo về phá nhà, phá nhà. Rồi xong nó đi theo về nhà là thôi cụ đi. Thôi xong rồi. Cụ là bay lên theo đấy. Không, không ai bay nha. Có mỗi gọi là cụ kia, cụ Dương bay thôi nhá. À đây, 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 lên kịch trời. À đây, ui, 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 chết luôn à. Ui, thế tính nha, con này máu cũng ấy nhỉ. Xú. Xú. Hãy chờ có vật tổ nó gì đó. Thôi, thôi, thế là tôi. Kinh khủng, mười điểm, mười điểm. Tê à, tê à. Hả? Cô thử đi, cô thử đi. Nhưng mà đó. Phải phải để nó ở dưới chứ nó bay khó lắm này, nó bay già rồi hoa mắt lắm. Không, không sao thế cụ đưa đây để tôi thử. Không, nhưng không được. Để. Bật tổ đây, bật tổ đây, bật tổ. Có đúng một cái thôi. Đây. One hit luôn nhá. One hit là nghe có vẻ ấy lắm. Ủa nhưng mà nhặt được cái ngôi sao kia đấy. Có luôn. Tôi nhặt được okay. Ngôi sao rồi. Ok, ok, đấy nào, đập đi, tôi ta xem mà trình độ như thế nào mà. Đứng xa xa ra cô bánh, đứng xa xa ra cô bánh, nó nổ quá. Mọi người trốn đi. Nghe chưa? Nghe chưa? Có vẻ giống biểu, diễn nào. Đúng rồi, bay lên, đúng rồi. Trời mưa bong bóng bong bùng. Đẹp quá. Rồi, nào, nào, lộn cổ xuống nào. Đấy, lộn là đẹp rồi đấy. Rồi, năm này nào, siêu anh hùng Superman, Spiderman nào. Đâu rồi? Cổ bay mất tiêu rồi. Xuống đây. Đâu? Tao. Trời ơi. Hay. Cô còn một lần làm thử. Chưa mất totem đúng không? Ui vẫn được, thoải mái. Thấy nó đang focus kìa. Sao ta không bay lên được? Đấy. À đây được rồi. Rồi 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 rồi, đấy. Ui dồi. Đầu có đẹp thế. Thôi. Cố lên cô Vẫn ơi. Nào. Tin tưởng cô Vẫn. Ủa ta bay cao quá rồi. Thôi thả xuống đi. Nó đang focus kìa. Gì vậy? Được rồi, tầm đấy là được rồi. Cố lên cô bạn ơi. Nào. Ủa, sao nó không được?
Hình như là không, dùng cánh, phải bỏ cánh đi sao chứ? Phải bỏ cánh à? Tự do luôn. Phải hỏi hả người tự do luôn. Trời ơi, thế cho tao mượn cái totem. Đấy, totem rồi. Ai còn totem không? Ai còn không? Ta không còn. Ta cũng không còn. Có ai còn không? Còn đây, cô nương Suki còn. Cô nương Suki đâu? Vứt cho ta, ở một vị trí nào đấy, ta nhặt nào. Đấy. Trời ơi. Này thì top top. Đâu? Trời ơi, sao cái highlight này nó lạ vậy? Đâu rồi? Ô, nó đi ra đây. Ở đây rồi. À, thì rơi tự do nào. Lần cuối đó cô Vãnh ơi, cố lên. Được rồi, tầm này được rồi. Mặc giáp vô, mặc giáp vô. Đâu rồi, đâu rồi. Ôi giời ơi. Thôi, ta chịu thua, ta chịu thua. Ai mà giúp ta với. Ta không biết. Chết dở rồi, bây giờ nó focus như chỉ có đánh một mình ấy rồi. Trời ơi. Nó bay cao quá, thằng Vĩnh này. Nào bắn cung đi nào. Đây, cô Vĩnh đưa ta. Dùng cái chi ra đưa ta. Coi chừng nó nổ mất cái chi đó. Quá, à bay nó không được nhỉ. Ê à, bay tuốt lên trên luôn, một hướng thôi, một hướng thôi. Nhưng mà giờ ta rớt xuống ta chết luôn á. Thôi, nên là cụ nào tiêu diệt nó đi. Ê, nó đang focus ai này, để ta thử bay lên xem nó focus ai. Tôi, nó đang đánh tôi, nó đang quấn tôi. Chạy vòng tròn á, chạy vòng tròn chứ chú Kỳ, chạy vòng tròn á, chạy vòng tròn được á. Trời ơi, nó focus linh tinh quá. Ta biết tại sao ta không đánh trúng nó rồi. Tại sao? Vì ta đang bật cái độ họa, à cái đồ họa đẹp. Liên quan. Thôi bắn nó đi. Hơi mưa rồi. Đấy, với cả trời mưa nữa, ta nhìn không rõ. Ui, con này bắn rát phết nhở. Trời ơi, ai đó quýnh nó đi, đau quá. Đánh đi nào các người anh em. Hay lôi người lạng, lôi người lạng vui nào. Hả? Móc cung ra bắn tính à. Đây, ta là cung thủ. Cung khủ. Chị Yuki của mình kìa tính à. Cung khủ đâu. Khổ giá, khổ giá trưởng làng. Ai. Mày có bay về em, chị Yuki ơi. Không bắn em bây giờ. Ôi trời ơi, cái gì. Trời ơi, khổ giá trưởng làng đi nào. Chạy. Ồ, em thấy trưởng làng cái chân cũng đang thắt đó. Đây, ta bảo này. Bây giờ để ta bắt vào lóc đi. Bắt vào lóc này làm gì? Nó sắp ngồi rồi cậu ơi. Trời ơi, ta bắn trăm phát không trúng phát nào. Ui, ôi, ta gần chết rồi á. Xong này nó né ghê chứ. Đây. Rồi kìa, nó xuống rồi. Chém đi anh em, chém. Chém nó đi. Ây da, sắp chết rồi. Chị Yuki ơi, chị Yuki mặc cánh đi, chị Yuki ơi. Chạy đi, mặc cánh chạy đi. Này, hay có thể rụ ra đây được không? Để ta đập cho, đi lên. Đây, nó xuống rồi này. Đây, rụ ra đây. Rụ ra đây đi các bằng hữu. Đây, rụ ra đây. Để ta, ơ kìa, thế rụ ra đây. Trời đất ơi, này, ta tưởng rụ ra đây, ta nhảy vội. Thôi nó chết rồi. À, cũng là highlight nhưng mà nó lạ lắm. Đúng rồi, nó sắp chết rồi kìa, tiêu diệt đi. Hay quá, rồi nó nổ này, nó nổ này, nó chuẩn bị nổ kìa. Nó mới nổ kìa. Ờ. Trời, ta tưởng được hai clip top top thôi. Ta ủa, lại... ai nhặt sao nên giờ chưa? Chưa, ta không nhặt nữa. Hả? Rồi, sao nên giờ ai nhặt rồi? Rồi sao không mất một sao? À đây ta nhặt rồi, hai trời, trời ơi. Trời ơi. Trời ơi này, nên ta chịu đây. Rồi đi bà tôi. Chịu đây. Được một cái clip top top rồi. Ta chịu đây. Hùng anh cái đi, cho anh khỏi chạy. Rốt cuộc em đã làm gì sai? Úi trời ơi. Lại em làm gì sai à? Ở đâu đấy? Sai ở đâu đấy? Trên cây này. Em làm gì sai mà anh cứ chạy hoài. Ôi giời ơi. Nghe đau lòng thế. Đúng là tình yêu không sai mà sai ở gọi là đầu thai kiếp này rồi. Ở dưới rồi. Tại sao vậy?
Em đã làm gì sai hả? Anh có làm gì em đâu. Nam chính. Em không làm gì sai. Em đã làm gì sai? Em không làm gì sai hết. Tất cả các người phụ nữ trên cuộc đời này đều đúng. Anh có làm gì em đâu? Anh có làm gì đâu em? Đúng rồi, đúng rồi. Tại sao? Đi vô, đi vô, đi vô, đúng rồi. Em sẽ không làm gì sai nữa. Nhưng mà em đâu có làm gì sai đâu. Em đã làm gì sai? Đâu để sai, anh nói đi. Nào nào, gia đình nhà gái sang gia đình nhà trai để nói chuyện ba mặt một lời nào. Đâu, gia đình nhà trai có ai ở nhà không? Trời ơi. Chân đi đồ ta. Khổ quá anh ơi. Chân đi ơi. Chân đi ơi, đừng có đi bỏ em mà. Anh Chân đi ơi, có gì thì nói lại đi chứ. Tại sao lại cứ chạy thỏi em như thế? Tại sao lại không chịu trách nhiệm với em? Em đã làm gì sai? Em ơi, kịch bản nó không như vậy. Nếu mà em phải cưới thằng này đi chứ. Kịch bản là cái gì? Không biết cây đâu rồi. Anh chạy cái nhà này. Tại sao lại như vậy? Trời, cái nhà này, không có cái gì ạ. Là... ừ. Anh Mika ơi. Ủa, thằng đó đâu? Trên anh, nhà này. Anh cứ chạy thôi. Em không biết em đã làm gì sai nữa. Thôi được rồi, hai người không sai, chúng tôi sai, được chưa? Anh, từ giờ anh cứ đi rồi, đi rồi. Ok, nó trốn, nó quay lại, không có gì, trốn mày, đi quay lại làm gì. Ok. Cái việc sai lớn nhất cuộc đời em là em đi qua thôi. Em qua cái nhà anh hôm nay em đi ạ. Cái gì làm nhất cuộc đời. Ơ nhưng mà ở đây, ở nhà của chúng ta, nhà của nhà trai này có con, có bác người dân nào không nhỉ? Ơi, nhà bên Ti ơi. Đây, anh Ti. Hả? Chào qua nhà bên đâu Ti ơi. Làng khôn gửi, tối hậu thư tới anh. Gì đây, tối hậu thư gì đây? Hả? Đâu, tối hậu thư đâu? Bên nhà Ti nè Ti ơi. Người mua à? Đâu đâu, đi đi đây. Nào, truyền phát đây. Ta đang đi dạo về, tự nhiên người gửi thư, không hiểu đâu, thư gì. Nói chung là làng khôn sẽ để mắt tới anh. Thế rồi hả? À, đi, ta có làm gì đâu mà. Không, anh ấy chắc là thích nội trợ hiền lành. Em một lần anh đi làm về hay đi nhậu về em. Wow, em ơi. Chỗ này chill này. Em ơi, anh không muốn lấy vợ đâu. Tuổi trẻ đang học cái gì, tuổi trẻ học chưa xong. Quá thì học đạo còn sự nghiệp, cưới vợ về rồi biết để đâu. Vậy nó về nó lại nhảy nhiều lắm em ơi. Em đã làm gì mà khiến anh không vừa lòng? Cả đời. Nam chính thụ và nữ chính công. Em đã làm gì khiến anh không vừa lòng? Hả, em đã làm gì? Nam chính thụ và nữ chính công. Em ơi. anh phải nói thật với em một cái sự thật như thế này, em đừng buồn anh nha. Nó gầy. Oh my god. Anh không có gầy, nhưng mà đây là cái vấn đề ở đây là em biết á, nhà anh ở bên khu nước bên này. Mà mỗi ngày anh đều nghe cái giọng của em nó hay hải hải bên kia vậy em ơi. Anh là một con người mà nãy xuống dưới nó cười quá trời cười luôn á. Nó không về, kêu nó về, không chịu về. Với lại em đánh anh nãy giờ nè, em là một con người rất là không, nãy giờ em đánh anh thôi. Em ơi, chủ mình anh đánh em ơi, chứ ai đánh em đâu. Anh em sẽ thay đổi vì anh mà. Úi dồi ôi, anh sẽ thay đổi. Trời ơi. Trời ơi, xúc động quá. Em muốn như nào vậy? Em muốn người như nào? Em ơi, anh cần một sự bình yên của cuộc đời chắc bắn này. Mai mốt rồi anh chết, anh biết chôn ở đâu mà. Em cũng cần những lời phản hồi từ anh chứ. Anh chôn ở nghĩa địa mà bên anh đó. Bên anh có nguyên một cái nghĩa địa luôn mà. Anh ơi, anh nhìn vô trong con mắt long lanh lấp lánh này. Anh thấy nước mắt chảy ra như sông, như suối, như nguồn. Nhưng mà anh phải về ở với em. Tại sao anh lại phải về ở với em? Thì chúng mình sẽ là vợ chồng. Ôi trời ơi. Là... No. Hiểu hiểu sợ. Anh Jenny không ơi. Được, anh không được đi. Từ từ, từ từ. Em không được đi. Anh muốn nhìn anh. Anh muốn nhìn anh. Anh chứ, tại sao anh nhìn qua sông sắc thế này em. Anh ơi. Sống đi tù. Anh ơi, nếu như anh có, anh, nếu như mà anh cho em lấy vợ, em thề với anh cả đời em như trong cái ngục tù này. Không. Con ngựa sẽ không còn phi nước đại, cả cuộc đời này phải sống trong kiếp mồ côi. Không. Nghèo đau khổ. Anh nói quá. Gì vậy? Không liên quan gì. Nói gì vậy? Trời ơi. Nhưng mà anh hãy nhìn vô đi, anh nhìn vô con mắt em nè. Anh nhìn vô đi, nó xâm thẳm những vì sao của sự tự do, anh thấy không? Sự tự do đó anh biết không? Quý giá nhất là độc lập, tự do và hạnh phúc anh nè. Thằng này. Cái thằng đồ môi nãy à thằng. Ta bảo này. Vừa nãy ta thấy cậu em trai Hendrik đang đi farm tô tùm chuẩn bị đánh, có cuộc đánh nhau với cả anh trai rồi đấy. Trời ơi. Em ơi, em làm như vậy là sai lầm rồi. Em đã hại cái gia đình anh vào chỗ chết. Không. Em thích anh. Anh em tương tàn cả đời không. Này không có cái gì quý giá hơn tình nghĩa. Ôi trời ơi. Để con gái người ta nói vậy. Rồi, giờ bắt kèo em. Với nhau đi. Em ơi, em có biết cái cảnh này nó như là mấy cảnh trong chuyện anime đồ không? Mấy thằng mà nữ chính
mạnh bạo đâu. Mình, nhưng mà em thích anh phải thích em. Và anh cũng phải cưới em. Anh không có quyền lựa chọn những cuộc đời mình á. Đúng, bây giờ, anh không bây có quyền lựa chọn. Bây giờ nhé, bây giờ anh có một người giáo chủ tên Huỳnh Phong. Em mà đúng, kêu gọi được giáo chủ anh vô đây nha. Anh sau khi mà anh được phong lên làm thánh kiếm của cái giáo hội, anh sẵn sàng anh bỏ về cuộc đời anh cưới em được chưa? Có hẹn ước luôn. Bây giờ có hẹn ước hả? Ok. Nếu anh muốn gặp giáo chủ anh cho dù là một lần duy nhất, cho dù là thân này khơi ngoài đồng cỏ nội, xét được phải trong thân ngựa xuôi tàn. Có thể gặp em. Em ơi, người ta gọi đó là đức tin đó bé. Bé biết đức, đức tin không? Đức tin là cái thứ quý giá nhất trên cuộc đời này. Nào. Ôi da, dạ chữ, dạ chữ, dạ chữ. Nói cái phải gì. Mọi người thấy không? Kể cái thì có tác dụng như nào thì em vẫn chịu được mà. Anh tùy nha. Anh thích ai? Em anh sẽ... nói gì chứ? Bây giờ nè, em thấy cái mảnh đất rộng lớn của anh Ti này không? Nếu như anh Ti đồng ý lấy cái mảnh đất này cùng với lúc đó là giáo chủ anh đi dời á, anh Ti lấy cái mảnh đất này thiến dâng cho hội giáo của anh sẵn sàng cưới em. Không, anh không lừa ra lệnh cho em. nhưng mà đây là cách duy nhất em muốn lấy chồng không? Tiền ngang trai quá. Em muốn lấy chồng em phải làm như vậy. Không, nhưng mà anh không lừa ra lệnh cho em. Anh không ra lệnh cho em nhưng mà đây là cái vấn đề như vậy. Anh không được yêu cầu em. Dạ, anh không được yêu cầu em gì, em cũng không được yêu cầu anh. Bị kẹt. Đứng lại. Anh không được chạy. Anh đứng lại mau. Này có nằm ngoài đồng cỏ nội, thân này có buộc trong lớp ngàn cỏ xương thịt của người đi nữa. Thì tôi cũng phải gặp giáo chủ của mình lần cuối. Tôi không biết cái này là cái dạng nội dung gì. Nói chung là cái này là cứ nam chính thụ mà nữ chính thì công. Nhưng mà anh bây giờ nữa. Cái này thì qua ngồi cười 30 phút chưa chịu về. Bây giờ anh có muốn cưới anh không? Bây giờ anh hỏi một vấn đề là em muốn cưới anh đúng như đấy, nam chính thụ. Nam chính thụ đấy. Không, bây giờ nếu em xác nhận là em muốn cưới anh đi rồi anh sẽ chấp nhận điều đó. Còn nếu mà em kêu là anh muốn... đến câu chuyện khác nha. Anh còn một, bây giờ em bảo là em muốn cưới anh thì anh cần một vài thứ. Nếu như em chấp nhận được thì ok. Em sẽ làm mọi thứ với anh mà. Anh cần mảnh đất này và anh cần gặp giáo chủ của anh thì anh mới chịu cưới em. Sao em lại đi ra tí xíu không? Đi ra tí. Sao em lại cần gặp giáo chủ? Anh cần mảnh đất này, anh phải cần em và anh phải cần gặp em chứ. Tại vì anh chưa được phong lên thánh hiệp sĩ mà anh là người duy nhất ở trong cái làng. Em không cần biết, anh phải cần em, anh phải cần mỗi mình em thôi. Ép rồi, ép rồi được cùng rồi. Ta đau ruột quá. Trời ơi, nhà có vị huynh đài nào như cái chuồng lợn thế này. Sao ở đây không có người dân? Để tặng cho cái món của chết sợ rồi. Hay có bình sữa. Em có yêu anh bao nhiêu nữa. Nhưng mà anh vẫn phải gặp giáo chủ của anh và anh hiến dâng cái mảnh đất này cho giáo chủ anh. Nếu không thì thế chúng ta không thể nào mà cưới nhau được. Chúng ta có thể cưới nhau trước rồi làm xong mà. Không, chúng ta phải làm trước rồi cưới sau. Không, chúng ta phải cưới trước. Này, người ta gọi. Từ đã ta uống nhầm, vừa lấy ta lỡ tay là ta định uống cái lọ Best Omen 5 ấy. Ta định có món quà tặng nhà trai mà nhà trai không bắt người dân ở đây. Cùng ấy thì mang món quà đi tặng nhà nào được vậy. Nhưng mà anh ơi, hả? Bây giờ anh có muốn con bé này nó cưới em không? Có. Anh phải đi tặng món quà đã rồi cưới sau. Thế nhá. Thôi bây giờ nè, anh Ti không đồng ý nè. Anh Ti có đồng ý không? Cái gì? Anh Ti có đồng ý cho em với anh cưới nhau không? Nào bây giờ là nam chính là thụ là có đồng ý không? Bây giờ nè, nếu như anh cho em mảnh đất đó vậy và em yêu cầu phải gặp được giáo chủ thì em đồng ý cưới. Ui rồi, cái này như cái này là gia đình nhà gái mất giá. Ôi giời ơi. Không được, anh phải cưới em, anh không được ra lệnh hay yêu cầu. Đúng rồi, anh nhìn hai anh em nè, đẹp trai mơn mởn, sáng tinh ngưng đạn người. Bây giờ một người giờ đang có người yêu rồi, bây giờ rồi bắt em đi cưới vợ thế nào được? Phần đời trai của em 15 năm bến nước anh ơi. Tuy rằng là sư muội của ta có hơi gọi là ma nữ một tí thôi. Nhưng mà ta nghĩ rằng anh phải nói tốt về em chứ. Ý là tuy rằng là xinh đẹp như ma, người ta bảo thôi là người xinh đẹp chắc chắn là yêu quái. Đấy. Yes, đúng rồi, đấy. Thế nên đâm ra là
tuy rằng là em có bị Hero Bride gọi là nhập thôi, nhưng mà em ta được cái tốt chăm chỉ đấy. Đúng. Sáng 12 giờ, sáng 12 giờ chưa dậy. Đấy, rồi chăm chỉ là bếp núc cái các thứ là làm việc là chăm đúng chỉ rồi. Luôn, lấy về thì có số. Giờ đúng ra là em đang cưới đúng trưởng làng của bên anh luôn đó. Đấy, đúng rồi, đấy đúng. Trời, trời ơi. Em tất cả gia tài đều thuộc về em đấy. Đúng rồi, tất cả gia tài đấy. Anh bán thằng em anh nè, để lấy cái làng nữa. Đợi tí anh về nhà anh kiếm cái sổ đỏ cái. Anh ơi. Nghe cái lượng cái sổ đỏ luôn. Chắc là mình sẽ xây cái máy gọi là farm iron golem, farm sắt ở đây. Đấy, hiện tại là đã đào được đây. Đây là một ô vuông 12x12 đấy. Nói chung là cũng học ở trên internet thôi, thế đâm ra là cũng không có gì đặc biệt. Đây, bắt đầu rồi bạn ơi. Đấy thì trước hết đó là mình sẽ phải cần khá là nhiều giường để bỏ mấy cái nguyên vật liệu vô đây bạn. Không phải mày, ok. Đấy, để mình phân tách gỗ với các thứ ra bạn nha. Đấy, nói chung là học ở trên mạng thì nó cũng không có điều gì đặc biệt đâu. Các bạn thông cảm, nó hơi gà tí mà phải học dần dần, đúng không? Đấy, phải học dần dần các bạn ơi. Đấy, ok, chúng ta cần khá là nhiều giường. Ba bác người dân ở đây 9, 6, 9. Uầy, chúng ta cần 12. Rồi, 10, gọi là 12 cái giường ấy mà chúng ta cứ bình tĩnh nhé. Đấy, bây giờ mới được 10 cái, ok. Đấy, nếu cả giường của mình là 11. Đây, nhiều lắm, thoải mái các bạn ơi. Mình không thiếu gì, vừa đi ăn trộm được tí lên. Vừa đi cắt trộm được tí lông cừu. Rồi, chắc là đủ rồi đấy các bạn ơi. Đấy, thừa dư xăng rồi. Để mình chế thêm một ít đâu nhỉ. Đây, tính ra chúng ta sẽ cần thêm một đâu nhỉ. Ừ, ui, cái này cần 2 block thôi ạ. Tôi tưởng là 3, ai biết gì đâu. Ai biết gì đâu. Ok. Đấy, chúng ta sẽ cần đến 27. Ok, 27 chắc là đủ rồi. Đấy, bây giờ là mình sẽ cần thêm gọi là đâu nhỉ. Chúng ta sẽ cần thêm dây xích à. Ok, dây xích. Đây. Dây xích đây, chúng ta cần thêm 22 cái ok là rồi. Chắc là ok rồi. Đấy, tạm thời là như thế thôi các bạn ơi. Tạm thời như thế. Đấy, sợi chỉ đây có rồi. Kính đây. Mình sẽ lấy cứ 3 cái giường một các bạn nha. Đấy, công thức rất đơn giản. Đó là khi chúng ta đã đào được 12x12 rồi. Đấy, thì chúng ta bắt đầu bắc lên trên. Đấy, thì thôi được rồi, mình sẽ dùng tạm cái gỗ đi. Đấy, bởi vì rằng là chúng ta, đấy, 1, 2. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ chỉ cần đặt 3 cái giường ở đây. Đấy, 3 cái giường ở đây các bạn ơi. Thì nói chung là chúng ta đặt cứ như thế này thôi. Cứ thế thôi các bạn ơi. Đấy, để cho các bác người dân ngủ đấy bạn. Có chỗ ăn, chỗ ngủ, chỗ nghỉ chứ, đúng không? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ gọi là, đây, phá này đi. Đâu nhỉ? Cái dìu của tôi. Ok, mai ách. Đây, bây giờ là mình sẽ lấy sợi chỉ ra. Đấy, đặt theo cái hình vuông các bạn ơi. Đấy, để giống kiểu giam cầm bắt người dân vào đây thôi. Đấy, bây giờ là ok la rồi. Thì mình sẽ bắt đầu đâu nhỉ? Đâu đâu xích 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 xích. Đấy, chúng ta cứ đặt đây thôi bạn ơi. Đấy, xong rồi. Ừ, chỉ thế. À quên mất, thiếu nhà. Đây. Cái này còn che cho mấy bác người dân nữa. Đấy, bằng cách là chúng ta sẽ, đấy, sợi. Có thiếu gì đâu. Đấy, xong. Đấy, nói chung là bốn cái bài góc kia cũng làm tương tự như vậy các bạn ơi. Đấy, chúng ta sẽ phá này đi. Để như thế nào, đó là khi bác người dân vào đây ngủ nhá. Đấy, là bác sẽ gọi là sáng ra bác mới dậy là bác sẽ đứng ở đây. Đấy, bác sẽ bị giam cầm ở đây bạn ơi, không chui ra, không chui vô được. Đấy, đơn giản như thế thôi. Rồi, bây giờ ba góc kia mình đều làm như này các bạn ạ. Đấy, mình đã xong bốn cái trụ này rồi. Đấy, nói chung là có tổng cộng là như hơn 10 bác người dân sẽ được ngủ ở đây. Thế đâm ra là bây giờ chúng ta sẽ xây đây, chính giữa bạn, 1, 2, 3, 4. Đấy, chỗ này là để gọi là tên dân làng kẻ cướp ở đây các bạn nha. Đấy, chúng ta sẽ để ở đây, đâu nhìn block kính chưa. Cái này cần hơi nhiều block kính nha. Đấy, mình sẽ đặt đây, tạm thời đặt đây, rồi chúng ta sẽ đổ nước. Đấy, may quá vẫn còn số nước. Đấy. Bây giờ là mình chỉ cần ấy thôi bạn. Chỉ cần đặt này lên đây. Chúng ta sẽ đặt lên đây. Rồi. Đấy, bây giờ là mình sẽ gọi là bắt thêm cao thêm một block nữa. Đấy, để tí nữa là thả con úi giời ơi nó vào đây các bạn nhé. Đấy, con úi giời ơi là con nào thì tí nữa bạn sẽ biết. Từ từ nha, mở rộng ra tí không. Mở rộng ra tí nữa. Để tí nữa cho gọi là úi giời ơi nó còn hạ cánh an toàn bạn ơi. Chứ không mình sợ rằng là cái khả năng dẫn dụ rồi, lái thuyền của mình nó hơi kém. Đấy, bây giờ là mình đây, ok. Đây, bay qua bên này. Đấy, chỗ farm Bad Omen của mình là chắc chắn là sẽ có gọi là thanh niên úi giời ơi đấy. Đấy, mình chỉ cần cho vào thuyền bắt cho gọi là bắn hết cái vỡ cái nỏ đi là được bạn ơi. Đấy, vỡ cái nỏ đi là nó là một tên vô tội mà. Có cướp bóc gì được đâu.
Tao từ từ nha, đi ban ngày này có đây 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 đây, come on baby, ra đây. Khẩn trương lên. Đấy, ra đây nói chuyện. Đặt đây, ra đây. Rồi vào. Rồi. Hai bác luôn à. Úi giời, không cần một bác nữa. Từ từ. Bắn tỉa. Đừng bắn vội. Headshot bác này đi. Bác này có vẻ có nỏ Inchan này, đấy, như thanh niên có nỏ Inchan. Đấy. Bình tĩnh nha. Nỏ gì đây? Úi giời, đấy, như từ bắn hơi rát nha. Ơ, đâu ra đấy? Thế chứ không mời vào đấy là ảo thật đấy. Thế chứ không mời vào đấy luôn, ảo thật. Chết dở rồi. Cái dây. Mai dây. Đâu rồi, mai dây của tôi đâu rồi? À, như dây của mình lại cất ở đây à? Ok. Rồi, mình sẽ bỏ cái dây ra, nhanh khẩn trương lên. Chúng ta gọi là di chuyển phạm nhân các bạn ơi. Di chuyển tội phạm. Đấy là tội phạm nguy hiểm, cấp độ gọi là nó siêu nguy hiểm. Đấy. Bắn cái gì, anh em mình là một gia đình. Cái gì thế, bắn cái gì, anh em mình là một gia đình, đừng bắn. Bực thế nhờ. Anh em mình là một gia đình, bác ơi. Cày thật sự đấy, cày thế nhờ. Bắn cái này, thôi được rồi. Để mình, từ, bình tĩnh, đừng bắn nữa. Đừng bắn nữa. Đấy, như lôi cổ ra đây đã, xong rồi. Như con nhím. Từ, để mình mặc áo giáp vô bạn ơi, cho bắn luôn, bắn chán được rồi nhá. Như đã thấy ngồi vào thuyền luôn. Anh em mình là một gia đình luôn, một gia đình là chơi hết mình luôn. Từ, bắn đi, đúng rồi, cứ bắn đi, chán được rồi. Như đấy, nói chung là chờ thanh niên này gọi là ghế nhìn nó đi thì chúng ta nói chuyện tiếp các bạn nhé. Tôi chỉ sợ ở đây bắt đầu tí nó xuất hiện cả đống rồi. Như đấy, bắn chắc chắn là không có chúng đâu khi chúng ta ngồi vào thuyền bạn. Thôi bây giờ chờ gãy cái nỏ đi, xong rồi chúng ta xem tiếp. A few moments later. Sau như 30 phút đồng hồ Việt Nam thì chúng ta đã có được như chàng trai bị gãy nỏ. Rồi, để mình gọi là đưa chàng trai này về nhìn như tội phạm. Này, sau khi gãy nỏ, nó đặt cái tên nó cay sao thế, cứ mỗi lần chỉ vào đây đây thì nghe nhé. Này các bạn thấy không, tội phạm giống như bắn gây nỏ xong là tội phạm sẽ bị gọi là xích vào ấy. Đấy, còng số 8 xiết tay anh ấy. À, ok, bây giờ là mình sẽ đưa gọi là thanh niên này là về lại cái khu kia bạn nha, bằng cách là chúng ta đơn giản thôi, như bác người dân thôi, không có gì cả. Rồi chúng ta sẽ gọi là nào, hãy cùng nhau về nhà nào chàng trai bé nhỏ. Đấy, như mất 30 phút đồng hồ cuộc đời tôi để chờ bắn ghế cái lỏ. Ok. Rồi. Đây, đâu đi hướng này đúng không? Đấy, nhà đẹp vô cùng tận. Ui, tí nữa không đeo cánh mà bay bằng răng à. Đấy, như tí chết. Nào thì bay. Nào thì bay. Đấy, như wow. Đi thôi. Nào mình cùng. Đâu nhỉ? À đây, nào mình cùng về nhà. Ui. Đừng dùng nha. Ui giờ có tính năng này đúng kiểu nhàn các bạn ạ. Nhàn tinh luôn. Vén nhà rồi. Bình tĩnh. Bình tĩnh nào. Ok. Thôi, chắc là để cho ăn chắc mặc bền thì thôi, chắc là mình sẽ không ấy đâu. Đây. Mình sẽ không chơi cái bài gọi là bay cao bay thấp đâu. Cái này cho nhanh các bạn nhé. Đấy, cái này cho nhanh. Như chúng ta đỡ mất thời gian. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cái này vẫn phải lôi lên. Cái này vẫn lôi lên. Đâu, đi. Đấy, như nào, đi, khẩn trương lên. Cái này vẫn phải bay lên các bạn ơi. Cái này lôi cũng đâu có được đâu. Lên. Lên bạn này. Chết rõ rồi. Khéo lại đứt dây. Trời ơi, này chúng ta gọi là vẫn phải bay à? Như vẫn phải bay à? Không được rồi, chờ ta xíu. Để ta gọi là cho ngươi vào cái lỗ kia. Ý, hỏng hết rồi đấy. Như hỏng hết cái máy farm rồi đấy. Đây, không sao các người anh em. Nào thì chúng ta lại gọi là bay sang đây nào. Nhanh khẩn trương lên. Thôi, chịu thế rồi, ta bắt block các bác ạ. Ta bắt block đấy. Người thông minh người ta phải có lối đi riêng chứ, lấy đâu ra chỉ kiểu ai ạ. Ok. Đâu, trả cái dây đây. Dây đâu rồi? Đây, bây giờ chúng ta cho
cho nó vào đây nhá. Đấy, chứ đây 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 dầu nhất đây. Đấy, chứ... đi vô đây, đi vô đây, đi vô đây, đi vô đây. Rồi 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 cái họ cái họ 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 trời ơi kéo lệch. Cay thật sự, cay thật sự. Nào rồi ok ok họ 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 xịt tốt hay à. Rồi ok bây giờ là mình để mình gọi cho thanh niên này nào đây 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 không đi đâu đấy cứ cả từng đi thôi đấy cứ thế này thôi cuộc sống à. Sống lắm Mon Chen, tôi thấy mình thật vui vẻ. Rồi bây giờ tạm thời là để cho thanh niên này không cà tưng thì chắc là chúng ta cứ lắp vào đây. Mỗi lần nhìn cái tên mà tôi thấy cay đời thật đấy chứ. Tại sao lại có thể đặt tên nó tuyết thế được? Không thể chấp nhận được. Như Chu Di kiểu tộc. Rồi ok. Nhất thiết là phải đặt nhầm cái block gỗ không? Đấy. Rồi các bạn ơi, nói chung là bây giờ đã nhốt được thanh niên này vào đây rồi. Thanh niên này sẽ được sống vĩnh cửu gọi là bất tử ở trong này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ bằng cách thần kỳ nào đó là được gọi bây giờ là mình sẽ thôi. Bây giờ đi xin bác người dân thôi. À trong khi đấy thì chắc là mình sẽ đây. Mình sẽ mở rộng khu này ra là 1 2 3 4 5 6 7 8. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ cứ 88 nhá. 8888. Đấy, 1. Ô. Oh. Đây ôi, đây ôi, đây ôi, đây ôi, đây ôi, đây ôi. Hạ cánh, hạ cánh, hạ cánh. Ngon, 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 ngon. Rồi, hai bác sợ lắm rồi đúng không? Anh em khẩn trương lên, như cho mấy 12 bác này ngủ đã. Yên nghỉ nơi cuối cùng, à quên mất, ngủ đã. Đây, hai bác có... chờ xíu để cắm cái đuốc đã. Cho nó sáng rực một phương trời Âu đã. Rồi, ok la rồi. Tầm này cứ bình tĩnh mà ngủ thôi nha các bác nha. Đấy, tầm này chuẩn bị chỗ ăn chỗ ngủ khách sạn 5 sao rồi. Nhầm. Đâu rồi? Sợ thế, tại như... nào, các bác ngủ đi. Rồi đấy, cứ ngủ đi, ngủ cho ngon giấc. Như mai dậy lại là một ngày tươi đẹp, không có gì cả. Rồi đấy, hai bác ngủ. Hai bác ngủ đi. Ngủ cho ngon giấc. Mai dậy lại là một ngày tươi đẹp, một ngày mới nắng lên. Ui chi ta lo gì. Đó, ok chưa? Đây, còn đây nữa rồi. Nói chung là các bác khác gọi là chuẩn bị chỗ ăn chỗ ngủ cho mình nhá. Trời ơi, bác này còn không biết chỗ ăn chỗ ngủ ở chỗ nào cơ. Đi sang bên kia, đi sang bên kia đấy, đúng rồi, nằm ở đấy. Trời ơi, đi sang bên kia. Trời ơi, không muốn ngủ với bác này à. Chứ tuy rằng không phải là vợ chồng nhưng cứ ngủ đi. Rồi ok, sao nào? Hợp lý rồi đấy, đủ rồi đấy. Sáng mai là các bác dậy là các bạn bị đứng ở đây luôn. Ê, không, cái này không để được ở đây nha. Cái này ở đây là mấy con zumbai nó spawn à. Rồi. Rồi bây giờ là ấy thôi. Rồi bây giờ là chúng ta gọi là tới nhà mình phải đi lấp cái kia cho thanh niên vảnh đã, không thì có mệnh hệ gì thì đúng bác người dân đấy chết tôi đấy. Mình vẫn chưa hiểu một lý do thần kỳ nào đó mà hai bác này không chui được vào đây. Ảo thật đấy. Hay là thôi được rồi. Chắc là cứ chờ đến tối đi các bạn ạ. Như có mỗi mình bác này chui được vào thôi. Tính ra mấy chỗ này chui được vào bình thường. Thế mà hai bác này thì không. Ảo thật. Thôi được rồi. Đây, mình đã đào sâu xuống gọi là đây, từ cái này xuống dưới là 5 block. Đấy, bây giờ là chúng ta sẽ tự nhiên mình xuống đây. Xuống đây luôn đi. Đấy, để gọi là tạo ấy đó. Chỗ này là chúng ta sẽ đây, làm cái nước vô hạn đó các bạn ơi. Đấy, bây giờ là mình sẽ múc ở đây đi. Đấy, chúng ta sẽ chỉ cần đủ đây thôi. Đơn giản là chúng ta đủ ở đây. Đấy, đủ ở đây để chúng ta gọi là đây. Đấy, từ từ mình sẽ múc thêm. Đấy. Đấy. Đấy, bây giờ nước chảy đến đâu. Đấy, chúng ta sẽ có một cái phạm vi này như này đúng không? Bây giờ là mình sẽ đào gọi là xung quanh chỗ này. Từ từ lấp vô. Chết dở rồi, không múc nước luôn nè. Tí nữa, thôi được rồi, đi múc sau. Đấy, bây giờ là mình sẽ đào từ đây sâu xuống là 15 block các bạn nha. Đấy, nói chung là mấy cái quá trình đào này thì thôi, chắc là bỏ qua các bạn ơi. Đấy, mình sẽ cứ đào theo cái hình nước chảy để tí nữa con golem nó spawn ra ấy, là nó chui xuống bên dưới này luôn. Đấy, chắc là các bạn biết hết rồi. Ừ, mình cứ bảo cho bạn nào biết thì biết, mà không biết thì biết. Đấy, còn bây giờ đào sâu 15 block. Đây, để mình xuống đây. Úi dồi, chưa gì đã có anh golem đây rồi. Chết dở rồi, chưa sẵn sàng mà anh.
thôi anh đi xuống đi, à, em tha cho anh đi chứ gì đó. Đẻ ra ngay được anh golem mà ảo thật đấy, chỗ này có gì đâu mà sinh ra nhỉ? Trời đất ơi. À, thôi được rồi, đây, để mình xây cái này ra bạn ơi. Do rằng là ở đây nó có một cái hang siêu to khổng lồ ấy, đâm ra là chúng ta là phải xây các bạn ơi. Chúng ta nó phải xây nó ra, thế mới cày chứ. Thôi được rồi, không sao. À, như đây, bây giờ là mình xây nó ra bạn ơi, phải xây nó ra. Trời ơi. Chắc là mình phải tiêu diệt anh golem này đã. À, nên anh golem này xấu số, anh golem xấu số. Chưa gì đã đẻ ra mấy anh golem à, thật đấy. Trong khi đó mình còn chưa làm mấy bác người dân sợ, chắc là vừa lấy Zumbai. Ok, cảm ơn. Cảm ơn mấy bác nhé. Rồi, để mình bây giờ mình để cái phễu với cả cái dương vào đây các bạn ơi. Đấy thì đơn giản thôi, đó là chúng ta sẽ đâu nhỉ? Đây, chắc là cho xuống sâu nữa à thôi. Đây bên này. Đấy, chứ bắt block qua nữa đi. Đấy, rồi ok la và luôn. Đấy, như đợt này. Mẹ cái ruộng nó nào nó biệt ly à? Đấy, như cuộc tình không biệt ly à? Nào. Tôi lúc nào tôi đặt nó cũng trong trạng thái à, nó không hòa nhập với nhau nhỉ. Đấy, tí nữa là chúng ta sẽ. Rồi bây giờ là chỗ này là đấy, chỗ này nó bây giờ chúng ta phải đào. Xong chúng ta xây vào các bạn ơi. Khổ thế đấy. Nhưng mà không sao. Nhiều block thoải mái đi. Nhá. Đấy, chỗ này ui, chỗ này còn xây này. Nếu có xây được không? Đây vẫn xây được. Ok. Vẫn là ổn. Nhưng mà có vẻ là ổn. Ổn đây bia. Vẫn cứ là ổn. Đây, có mỗi tí vậy thôi. Có mỗi tí bên này nữa thôi các bạn ơi. Để mình các bạn ạ. Không sao, vẫn xây được. Đấy, vẫn xây, vẫn cứ là ok. Đấy. Đấy, bây giờ là chúng ta sẽ gọi là. Đây, từ từ nha. Mình sẽ gọi là. Cái này để đủ nước các bạn ạ. Cái này để chúng ta gọi là đủ nước nó vô. Đấy, để chúng ta gọi là đây. Ta sẽ đủ nước ở đây, nó sẽ chảy hết vô đây. Đấy, thực ra là vẫn là chỉ là đẩy anh golem vào thôi. Chứ có cái gì nó mới lạ đâu đúng không? Đấy. Ngon lành anh nào ngay. Rồi. À, như ô chết giờ rồi, tôi cũng chả biết là đủ ê nhầm, hình như là đủ ở dưới. Ừ nhầm, đôi khi nhầm lẫn các bạn ạ. Đây đúng chưa, trời ơi chuẩn đét ơi, mèn đét ơi. Đấy nó chảy ở đây luôn bạn, chảy thẳng vào đây luôn. Rồi bây giờ để mình ở đây mình chế cái biển à, thôi lên trên chế cái biển, nó đi múc lava luôn các bạn nhé. Đây trời đã sáng rồi, tính ra là mình đã gọi là cho các bác chui hết được vào kia rồi. Úi giời, bây giờ chỉ cần bỏ cái này ra thôi là xong các bạn. Từ từ nha. Để bay gọi là vòng đã. Cái này hơi khoai nha. Úi giời, nó mượt thế nhỉ. Ai thành công mỹ mãn. Đấy. Thế cứ mỗi lần đấy các bạn thấy không? Bà anh golem. Thấy chưa? Cứ thế thôi. Ừ. Cứ thế thôi. Như golem là đầy mồm ngay. Đấy, tầm này là cái tên nó hơi cay cú, chắc là mình sẽ đổi lại tên sau. Như để mình xem nào. Đây cái cửa đây, cái cửa bên này các bạn ơi. Từ nha, mình chết giả rồi, hết. Hết cái tấm thảm bây giờ để mình có gì là. Đây. Này, đặt qua bên này. Thế là xong các bạn ơi. Đấy thì máy farm này thì mình thấy rằng là thông tin ở trên internet thì tầm khoảng 1.000 mấy hay mấy trăm ấy, đại khái là gần 1.000 hay là hơn 1.000 sắt mỗi một tiếng ấy, thế đâm ra hơi bị nhiều đấy các bạn. Đây, chúng ta để vào đây. Đấy, xài. Xong con ong ngay rồi. Ôi. Hồi vứt. Mấy cái này bây giờ vứt hết các bạn đây. Vứt hết đây. Để xuống đây xem nào, xem nó có hoạt động chân chủ ở dưới này không nhá. Đấy, ui giời, chân chung ngay. Ui giời, quá 16. Quá 16, 17, 18 sắt luôn nè. Rồi, đấy, cứ thế thôi bạn ơi. Tầm này là chúng ta cứ đứng đây và chúng ta hưởng thôi. Đấy, con này nó cứ nhảy lên là khiến cho các bác người dân sợ. Đấy, mà các bác sợ thì các bạn biết rồi đấy. Là các bác sẽ sản xuất ra Iron Golem. Đấy, lại bốn cháu Iron Golem. Trời, ui đấy các bạn thấy không. Nhằng một cái thôi, cái này là mình có thể chế tạo thêm một cái gọi là tự động crafting thành block nhá. Đấy, nhưng mà thôi chắc là thôi bạn ơi. Trời ơi, đấy, cứ thế rồi, thôi.
Xong rồi đấy. Đấy, nói chung là mình hoàn thành cái máy này thì nó hơi cầu kỳ một tí, hoàn thành đâu đó khoảng mất tầm 10 hay 15 phút. Nhưng mà không sao. One hour later. Trời ơi, tính ra là mình có đứng có mỗi một đêm ở trong gọi là Minecraft thôi mà chúng ta đã gần được 9 stack rồi. Trời ơi, tính ra là máy này hoạt động ngày đêm luôn ạ. À, ôi thật đấy. Ui. Đấy lại bắt đầu tối rồi. Nhưng mà tối là mấy bác người dân là mấy bác sợ là mấy bác sẽ gọi là auto là spawn ra golem. Đấy, uầy, nha, mình thấy là máy này xây dễ mà. Ờ, 15 phút là xong. Mà nó lại hiệu quả, mỗi lần spawn ra được khoảng 4 anh golem. Đấy, mấy bác sợ là cứ 3 bác nhả ra một anh golem, quá hợp lý. Thôi được rồi, tạm thời là như thế đã. Bây giờ là đi lang thang xem có điều gì thú vị không đã. Hey, tính ra là tất cả mọi người đều sống xung quanh cái hòn đảo chính giữa này. Mà thế nhưng là ta thấy rằng là xấu, quá xấu. Như với con mắt thẩm mỹ của trai đẹp vô cùng tận là thấy quá xấu. Bởi vì tại sao mọi người không xây nhà cạnh bờ sông đi, không xây con đường nối liền với nhau đi, để ta giao thương buôn bán, mà lại còn nhà thì ở núi, nhà thì ở dưới hầm, không thể chấp nhận được. Phải nhà nào cũng như mình như này thì mới đẹp trai. Cái này chắc là mình phải ý kiến lên cái trưởng làng của mình, Hezo bờ doai, Hezo bờ đá, để có thể là đi họp làng, các làng xem là mọi người có đồng chung cái ý kiến không. Chứ không là... Rồi. Alo. Cả loi, cả làng nha mình ơi. Alo, alo anh ơi. Ui giỏi ơi, trưởng làng mình đâu nhỉ đây à. Trưởng làng mà như hôm nay bình thường nhá trưởng làng ơi. Hả, ai ôi thế nào như vậy. Ta có ý kiến này à, như... Ủa nhưng mà này, ta quên mất ta chưa hỏi là chúng ta là hiệp hội Hezo bờ Rai, là làng chúng ta cũng tên là Hezo bờ Rai luôn à? Đúng rồi. Đấy, vừa lấy là ta lang thang. Chúng ta là bây giờ là hôm qua là có, hôm nọ là có ý định là mở shop xiết các thứ là cà phê, cà phủng đúng không? Đấy, đúng nhưng rồi, mà... kinh doanh đồ á. Ờ, kinh doanh, đấy, ta cũng kinh doanh nhưng mà nghĩ rằng là để cho nó kinh doanh nó đẹp hơn ấy. Nó gọi là nhìn sang trọng hơn ấy, thì hay là chúng ta gọi là đi rủ các trưởng làng khác ấy. Hả? Hợp tổng à? Ờ đấy, rủ các trưởng làng khác để chúng ta xây cái con đường hay là xây cái gì nối liền lại với nhau đi. Ừ, nhìn cho nó khang trang. Xây con đường. Ờ. Vậy rồi ơi. Ta nghĩ thế là hợp lý đấy. Ờ. Thì đấy, trưởng làng nghĩ có ok không? Để ta là nhân danh sứ giả, để ta đi kêu mọi người tới lại họp. Ừ, chuyện này thì tôi thấy là nó hợp lý đấy. Được, đi thôi. Nhưng mà này, chúng ta mời sang thì chúng ta cho đi họp đâu nhỉ? Không cho họp dưới này đâu nhá. Cái nhà mình đi ngủ cái đi giờ. Cái nhà mình kéo vô một lần nữa đi nè. Lại đi ngủ hả? Cái nhà mình kéo vô một lần nữa. À đây này, họp ở chỗ đấu trường không nọ này. Như đấu trường chuồng heo đấy. Cái gì chuồng heo mà như. Lâu lâu đi ngủ. Cảm cúng là cả nhà ơi. Thế mọi người cứ gọi là tí nữa ra cái đấu trường ấy nhá, để ta đi mời các trưởng làng khác nhá. Ok, okay. Chào ta xíu. Xứ sả. Ui giời ơi, xây đấy, nhìn nó phèn. Đấy, chứ nhà nào cũng xây như nhà mình, đẹp trai, quá đẹp trai. Đấy, như mới bên này trước đây, bên này là có gọi là suy nghĩ và xịn sò này. Đâu rồi? Cốc. Hello, vị huynh này. Nghe như kiểu là đang ở nhà vệ sinh nhỉ? Ui giời ơi. Bên này. Ta đến đây với lòng thiện chí, ta là sứ giả ở làng Hezo Bờ Đá. À quên mất, Hezo Bờ Rai. Bờ Đá cơ. À, Bờ Rai, ừ. Ta muốn gặp trưởng làng gọi là khu bên này với. Đây, trưởng làng ngốc. Hả? Cậu bé ngốc. Và trưởng làng khôn. Cậu bé ngốc nhưng mà lại là trưởng làng khôn. Đang trong group rồi, Đâu thật đấy, ngốc lại còn là trưởng làng khôn. Cậu bé ngốc. Cậu bé ngốc đang đau họng, có chuyện gì đấy? Chứ đừng có khinh thường người. Nào, ta nói chuyện với một người thôi, ta sứ giả. Đấy thì ta cũng hôm nay là cũng có một cái cuộc họp, nói chung là nội dung sơ qua là bên làng ta cũng muốn ngỏ ý là đi gọi là mời các gọi là trưởng làng các làng để tạo dựng một cái mối liên kết, đó là cái một cái con đường để cho cái gọi là khu vực này trở nên sang xịn mịn và đẹp đẽ hơn. Đấy thì con đường không biết mọi người có ý kiến như thế nào. Đấy thì có muốn đấy, sao đi họp xem như thế nào ra. Họp đi họp ạ. Thế được rồi, thế thì xem như nào thì ra. Mọi người nhanh chóng di chuyển qua bên cái chỗ đấu trường ở bên kia. Đấu trường lạ, đấu trường chuồng heo à. Đấu trường cũng là được. Qua luôn nhá, qua luôn nhá. Ok. Ok. Ta đi mời các làng khác cho. Đi xem. Làng như cái chợ ấy thề chứ. Cốc. Cốc. Ai gọi đây? Trời ơi, cốc đến sắp gõ cái cửa rồi mà không thấy đâu. À đây rồi.
Trời ơi, vào đây có việc gì không? Làng này, xóm này, hiệp hội, à quên mất, cái khu vực này không có ai hả? Có mỗi mình ta ở nhà thôi. Trời đất ơi, có mỗi mình. Chết dở rồi, thôi được rồi. Thế thì bây giờ ta là phó trưởng làng. Phó được rồi, ok. Ừ, nhưng mà làng này là tên là làng Dưỡng Lão luôn à? Không, làng này làng Lười. À, làng Lười à? Ui, ta tưởng cũng là làng Dưỡng Lão luôn. Thì đấy thì thôi được rồi, một người thì một người. Thì phiền huynh này là thông báo với mọi người là như thế này. Đấy thì ta nhân danh sứ giả của làng Bờ Đá, à quên mất, làng Hero Bride. Đấy, đến đây để thông báo cho là ở bên này là một cái gọi là một cái cuộc họp ngay bây giờ tại ở bên gọi là đấu trường ở bên cái chỗ hôm nọ ấy, nhớ không? Đấy thì cái nội dung cuộc họp này ta muốn mời mọi người đến là để thứ nhất là chúng ta là cũng sống với cái cạnh nhau cũng 7749 ngày rồi. Đấy thì 49 năm rồi. Thì nói chung là cũng không có cái gì để gắn kết chúng ta lại mà chúng ta toàn làm cái mấy cái việc riêng thôi. Đấy thì hôm nay ta có ý tưởng đó là làm một, nói chung là cho mọi người làm cái con đường để nối liền các xóm các làng với nhau cho nó vui vẻ đấy, cũng như là xây những cái công trình nó gọi là gắn kết với nhau đấy, để cho nó gọi là khí thế đấy. Thì bên chúng ta toán đi du lịch thôi, cá thấy xây làng thế à? Ủa đấy, ta cũng thấy là cái khu đất ở cạnh nhà ta nó xấu, nó sần sùi không chấp nhận được. Ai không ấy, huynh đài bán khu đất này đi. Lúc ấy ta tính sau, lúc ấy ta tính sau. Thì đấy thì thông báo với mọi người là yêu cầu mọi người qua bên kia họp gấp nhá. Ừ nhá, có phải nhà đâu giờ ta đi. Ok à, thế à, thế được rồi, thế cứ nhắn đi xem có ai ở nhà không, nhắn đi xong rồi qua luôn. Trời ơi, cái làng gì mà làng một thành viên à? Trời ơi, cái làng một thành viên các bác ạ. Không thể nào tin được. Cái nhà mình còn đồ ăn không nhờ, cho anh xin một ít đấy nhờ. Trời ơi, này, hóa ra là bên này sang bên ấy à, bên nam chính thủ sang bên nữ chính công à. Trời ơi, đúng rồi. À, nó như sang nhà tìm không thấy ai luôn. Đấy, thì à không biết. Ờ, thế thì trưởng làng, trưởng xóm bên đấy ở đâu để ta nói chuyện sơ qua nhỉ? Trưởng làng đi vắng rồi, giờ có thánh kịp hiệp sĩ thôi anh ơi. Đây à, chỉ có mỗi đây thôi à? Đúng rồi, giờ có việc gì không anh? Thì đấy, thì mọi người ở đây chưa nói việc đâu đúng không? Ui, cái gì đây? Cái gì vậy? Đợi xuống đi, đợi qua cả làng luôn đi rồi nói. Ờ thì không thì cũng phải mời người ta trước chứ. Đấy thì nói chung là không mời, có ai mời. Ờ không ai nhà thì thôi được rồi, mời cái gì hiệp sĩ thì đấy, qua bên này để qua cái bên ngay cạnh cái đấu trường này để tí nữa là các làng các xóm họp lại với nhau. Đấy thì nói chung là mọi người ở đây thì cũng nói chung là sát cạnh nhau cũng đã lâu. Đấy nhưng mà không có mối liên kết gắn liền nói chung với nhau để cho tình thương mến thương. Đấy thì ngày hôm nay thì làng Hello Bride của chúng tôi là gọi là trưởng làng cũng đã đồng ý cái việc đó là đi xây những cái con đường, những cái công trình mang tầm cỡ thế kỷ. Đấy để gắn kết các làng với nhau. Thế nên là mời làng của mình sang bên kia họp. Đấy kiểu thế. Hợp lý đó. Ừ, đấy có thể là đám cưới đám hỏi nó cũng qua dễ nữa. Ừ đúng rồi đấy. Sắp tới thì rước dâu là chỉ cần cưới mấy con lạc đà qua thôi, không cần phải bay. Ờ đây 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 đi ngựa là ngày đi ngựa này là xịn này và tao thấy là hợp lý này. Đâu làng này là siêu nhân không phải siêu nhân à? Kỳ quá ơi, nó kỳ quá, mình cỡ cánh đi mọi người ơi, làng mình cỡ cánh ra đi. Ờ cỡ cánh trên. À mình đứng bên này đi mọi người, mình đứng bên này đi. Làng mình đứng bên này đi. Đứng ở đây mình đứng một bên đi. Nào mỗi làng đứng một bên nào, mỗi làng đứng một bên đây nè như ấy. Làng nào ta hình như có mỗi cái làng gọi là cái gì kia. Ô nhưng mà làng của vị huynh đài quýt cây tên là gì nhỉ? Làng cá nóc. Làng cá nóc. À cá nóc à, ok. Chàng mà bỏ đi chàng. Cá nóc đúng một người à. À thanh niên Hendrix sao bên đây? Nhầm cái gì? Nào mọi người đông đủ cả chưa nhỉ? Rồi bên này là một người à. Rồi đây cử đại diện bố trưởng làng vào trong nói chuyện đi. Chúng ta ngoài này mình không biết chuồng heo này á hả? Gì vậy? Mày rồi bên này vô đi chứ. Vô đi trưởng làng ấy. Bên này mời sư giả nha. Tôi là bộ trưởng bộ ngoại giao thì trưởng làng tôi đang đau họng, thì tôi vào tôi nói thay được không? Được. Thôi. Thế thôi cái gì, có phải đánh nhau đâu mà thế thôi. Vào đi cụ Vanh. Cụ anh vào đi. À, thì khổ thật đấy, ai nói cũng được. Rồi, đấy, bắt đầu. Cuốn nhau đi. tình hình là như này, bốn làng cũng đã tập hợp đầy đủ đây. Thì nhân cái sự kiện sứ giả núp đi gaming không sang làng tôi. Sứ giả núp đi gaming sang làng tôi thì bảo là có cái dự án là đề án xây dựng ngôi làng. Thì bên tôi thấy cũng hết sức là hợp lý để gọi là tăng tình cảm đôi bên.
thì tôi thấy cái con đường này mở ra là cũng hoàn toàn là ok. Thế mọi người có đồng ý cái đấy không thì nêu lên ý kiến. Bên làng tôi là ok nhá. Tôi đồng ý, nhưng tôi mà bên tôi có một hai người thôi. Trời ơi, tôi đợi ngày này lâu lắm rồi đó. Tôi không biết ngày này nên tôi không đợi. Thế thôi hả? Khó xong rồi hả? Wow, đúng rồi. Xong rồi, xong rồi. Thôi nhưng mà từ từ. Nhưng mà vấn đề thì chúng ta phải lập ra một cái gì ta? Thế thì con đường này bây giờ là do ai xây đây? À. Như thế nào? Các thứ. Chúng ta sẽ đề cử ra người để ra xây đường à? Là người thù. Đúng rồi, chúng ta sẽ cử ra cái người mà xây giỏi. Tôi nghĩ là mỗi mỗi hiệp hội sẽ cử ra một người xây cái cầu, một cái cầu thôi. Nhưng mà con đường này bây giờ mà sẽ xây con đường thì làng ấy tự lo chứ. Thật. Quan đã, các vị huynh đài ở ngoài đừng có nói vội để trưởng làng chúng tôi nói. Nào từng trưởng làng nêu ý kiến một nào. Tôi thì tôi thấy là bây giờ tất cả mọi người cùng chung tay để xây đường thì cho nhanh. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ tạo một cái thị trấn ở giữa này này để chúng ta làm cái chỗ để kiểu họp ấy. Mấy cả để gọi là mua bán đồ các thứ thì chúng ta sẽ đi ra cái thị trấn đây. Ừ, tôi thấy cũng hợp lý đấy. Bởi vì là hiện tại chúng ta họp đang ở trong cái giống như cái chuồng ngựa vậy. Đúng rồi. Nên là hết sức gọi là không chuyên nghiệp. Đấy. Còn vấn đề gọi là xây thì tôi nghĩ là mỗi làng sẽ cử ra gọi là một người xây chính đi. Một người xây để hỗ trợ gọi là cái của chung như này. Đấy, mọi người thấy thế nào? Đúng rồi, mỗi làng đại diện đi. Tôi không xây bởi vì làng tôi có mỗi tôi với cả nào thì nào đến gọi là không xây tả đảo. Hiệp sĩ Wicky nhân danh làng gì phát biểu xem nào. Tôi nhân danh là làng của làng Cái Nóc thì chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ mở ra một con đường để mà nó bắt qua cái chỗ nhà thuốc của chúng tôi xong nó đi ra chỗ khác. Nó đi qua cái đường của qua quanh làng của mọi người thì đó là vấn đề về làng chúng tôi thôi. Chúng tôi sẽ mở rộng một vài thứ ở bên kia. Rồi. Rồi. Rồi, còn tôi này, tôi đại diện cái gọi là hội của tôi á là tôi đồng ý với ý kiến của mọi người, không còn gì nữa. Và 3 ngày nữa thì đến dự đám cưới của tôi là được. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Có vụ đám cưới nữa vậy? Mọi người còn mời trời ơi, tin to. Mọi người đã đồng ý hết đâu trời ơi. Thôi được rồi, để xin phép trưởng làng cho ta phát biểu cái. Ok. Đây thì nói chung là vừa nãy ta cũng mời thì ta cũng đã mời mọi người qua bên này để họp thì mời các trưởng làng cũng như là tất cả mọi người qua đây thì nói chung là nó cũng đã nói sơ qua cái nội dung rồi. Đấy thì ở cái hòn đảo chính giữa thì ta vừa mới gọi là có cái Gmail gửi về là cũng đã được mở khóa cho mọi người xây rồi. Đấy thì đấy ở đây thì cũng có 4 làng. Chúng ta cũng ở với nhau cũng 7-7-4-9 ngày rồi. Đấy thì ta nghĩ rằng là chúng ta nên thành lập một cái thị trấn. Đấy, cái trung tâm đầu não của chúng ta là ở chính giữa. Đấy, không được xây cái nào khác, chỉ có trung tâm thị trấn để chúng ta họp bàn của các trưởng làng này hay là các sự kiện về hội thao, hội hiếc các thứ, đấu vật lộn nhất các thứ thì là ở đấy thì ta nghĩ hợp lý hơn. Chứ còn việc giao lưu buôn bán thì vẫn là phải chúng ta phải làm một cái con đường vòng quanh đấy, vòng quanh để chúng ta gọi là làng nào làng đấy xây shop xuyết như tiệm tiếp các thứ thì ta thấy hợp lý hơn. Hợp lý. Tôi thấy đồng ý với cái quan điểm của đại sư huynh này. Đấy thì nhưng mà trước hết là ta nghĩ rằng là cái việc đó là xây trung tâm đầu não ở kia thì thôi, tạm thời là cứ dự án nó lên kế hoạch là như thế. Đấy, còn việc xây thì chúng ta bây giờ cứ xây xong cái con đường, xây xong cái cây cầu để bắc qua đấy đã, xong rồi còn cái hòn đảo giữa thì để có một ngày bốn trưởng làng ngồi lại họp với nhau để chúng ta chốt vấn đề là xây mẫu gọi là nhà như thế nào, chứ bây giờ xây ra đấy xây chuồng lợn ở đấy thì cũng chấp nhận à, đúng không? Đúng. Mà bây giờ tôi nghĩ như này này, thì hiện tại thì mỗi làng sẽ cử ra thêm một người và mấy người đấy thì sẽ cần phải một người gọi là kỹ sư trưởng đấy, thì mọi người có bầu ai ra làm kiểu kỹ sư trưởng để có thể gọi là bên dự án này không? Đây bên tôi có phụ hồ trưởng. Tôi biết thì trong server mình có hợ hồ. Tôi có ý kiến cái. Cái ông nào xây cái cây to nè. Trung tâm là nên có một cái tòa hỷ chính. Đấy, wow. Thì nó sẽ ít nhất là mỗi làng cũng lâu lâu kiểu tới đợt ấy. Cái làng kiểu góp kim cương để vô trọng. Đúng, phải đóng thuế chứ các thứ. Mỗi tháng phải đóng thuế à. Tôi có ý kiến mọi người. Đi ngủ đã, không muỗi tới. Không có muỗi đâu, kệ đi. Kệ đi. Có
ok. Đây, rồi, như nào? Cái anh này anh lấy mất tiêu mấy cái gì vậy? Ôi giời ơi. Từ cá nhân là tính sau nhá, từ thuộc cá nhân tính sau nhá. Thế bây giờ như thế này đúng không? Thì là tới chúng ta sẽ tất cả đây từ tất cả làng của chúng ta ấy thì sẽ tập hợp lại thành một thị trấn. Và tới chúng ta còn có cả bầu cử này, rồi giải đấu vật lộn cái thứ là ở chung ở cái tòa giữa đúng không? Nói chung lại vấn đề là như thế đúng không? Đăng ký kết hôn rồi đó. Bây giờ làng Khôn đã đồng ý, còn làng nào, bốn làng còn lại, à ba làng còn lại thì sao? Tôi đồng ý, à quên mất trưởng làng ấy. Tôi đồng ý hai con mắt, hai lỗ mũi, hai cái tai luôn. Rồi, bên hội dưỡng lão thì sao? Hội dưỡng lão đồng ý. Tôi không phải hội dưỡng lão. Rồi. Tôi là làng lười. Thì tôi lười à? À, đổi tên à, đổi tên à. Ờ, thế nhân tiện đây mọi người gọi là giới thiệu, gọi là tên, gọi là làng lại đi. Để cho tất cả tôi các bên còn năm vững. Lười. Làng lười. Làng lười có ai? Làng lười có Zuki Emon, có cụ Dê Bà Nô, cụ Mỏn Bà Tư, cụ Tín và cụ Dương. Cụ Dưỡng. À, cụ Dưỡng. Rồi. Cụ Dưỡng, cụ Tín à, rồi. Thế còn Hiệp hội Hayride hôm nay đây, tập đủ chung đầy đủ cái này chưa? Đầy đủ luôn rồi. Tập chung đầy đủ. Là có bao nhiêu người ở nhà? Là 6 người à? 6, 7 người. 7 người. 7 người. 2, 4. Hero Bride đó là 7. Hero Bride nữa. Rồi, đây là ông nghe hết á. Đây, làng Khôn này. Làng Khôn đầy đủ, đàn Khôn có 6 người. 6 anh em siêu nhân. Rồi, con làng siêu nhân xếp hàng đi. Làng một thành viên nào, làng một thành viên nào. Trưởng làng là cậu bé ngốc nha. Mọi người bây giờ hạn chế gọi là bắt nạt cậu bé ngốc đấy. Hôm qua có hiện tượng là đánh đập cậu bé ngốc ấy. Hiện tượng cậu bé ngốc không phải là cu ly nữa đâu. Động đến cậu bé ngốc không khác gì đến động đến gọi là danh dự, tổn thất nhân phẩm của tôi. Nên là thông báo là đừng đánh cậu bé ngốc. Để cho trưởng làng còn lại giới thiệu nào. Xin lỗi lố. Thì tôi là hiện tại đang thay mặt trưởng làng để mà đi cho cái buổi họp này. Thì làng của chúng tôi gồm có trưởng làng Jenny, phó làng là Bulin, dưới tôi là Thánh Hiệp Sĩ cùng với các thành viên như Karu, Be, Titan, KBN. À ok. Thì hiện tại là đang đi chuẩn bị với một quân sự nên là không có đây. Nghe ngoài phòng á. Rồi. Đứng một bên đi xuống. Tôi nghĩ là hiện tại đã có bốn trưởng làng, bốn trưởng làng cũng như là người thay mặt trưởng làng đây là bốn người cầm cái xẻng đây động thủ, làm lễ động thủ đây nào, đây làm lễ động thủ đây, làm lễ động thủ trưởng làng, cầm hương để thắp hương đây nào, mỗi người thắp một đây ra bờ sông này, ra bờ sông này, bảo là heo ra đó hiện ra đó, này ra thắp bờ sông nào nhất bái thiên địa, chơi tâm linh hả, qua bên sông như là, giờ sao qua đây, qua đây nào ba trưởng làng cầm cây, let's go, ta bay cho nhanh. Ôi cái gì đây? Sao hỏi nó đây? Đánh nó đi. Rồi. Rồi đây. Cái lễ động thổ đi. Ai có tục quả TNT cho động thổ cái đi. Nào động thổ. Đây. Rồi, mỗi trưởng làng động. Nào bốn trưởng làng thắp bốn cái cây nhang lên trên kia đi. Không phải trưởng làng mà là phó trưởng làng. Thay mặt phó trưởng làng được. Ai cũng được. Thắp tiếng hàng lên đây nè. Nào rồi. Thắp nhang lên. Đây nè. Phó trưởng làng mình đây. Trưởng làng đâu rồi? Cái gì? Chị. Trưởng làng đâu rồi? Trời ơi, cô Vanh cắm nhang lên trên này này. Cắm nhang đây. Cắm nhang thì phải có hoa quả chứ nhỉ? Cái này không đâu. Không phải cái này. Rồi. Đã cắm. Rồi, hoa quả đây. Ô, xin lỗi. Rồi, làm cái lễ đồng thổ đi. Rồi, nào đứng vào đây gần cụ đi, gần cụ đi, gần cụ vái. Đi xuống đi, vái anh nhà. Xuống đi. Được rồi. Ta nghĩ thế là xong rồi, giải tán này đấy. Được. Chưa mà. Chưa, bây giờ phải phân bố ra là mỗi làng một người ra để xây dựng chứ. Đúng thì rồi. Xây dựng cái gì? Cái đó là cái làng đó quyết định sao? Cái đấy đó, là về về họp làng á. Đúng rồi. Về họp làng á. Rồi ở đây đi tôi cúng kiến ngay. Đúng à. Ủa thầy. Thầy rồi. Lấy ngựa về, đi mới lấy ngựa về. Quăng lại giặt kia đi. Đấy. Rồi về lấy ngựa. Thôi được rồi. Thôi về đây. Chào nha. Để ta đây, về rồi. Thật là công kênh. Thật là không cay, ta không tí tin được.
Thật là công kênh. Trời đất ơi. Đâu rồi? Thôi. Nhưng mà sao anh đánh đây không? Rồi, còn có ai này biết. Làng mình tụ tập ở đây đi. Đâu? Làng chúng ta xuống, xuống dưới đi, xuống dưới xuống dưới đi chứ. Xuống dưới này, xuống dưới hầm riêng này. Trời ơi. Cái này chắc có khi là phải chúng ta phải xây cái gọi là nhà gọi là của họp làng của chúng ta cho nó sang xịn mịn đúng không nhỉ? Để tí đi. Họp làng bố mình họp trên cây á. À họp trên cây luôn à? Ảo lận đấy. Tính à? Cái gì đấy? Cái gì vậy? Cái gì đấy? Tác hại của ma túy đá à? Đây, làng tôi đang họp nhá, yêu cầu là khách đi về đây. Chồng em. Chồng à, thôi trời thế đó. Đi tạm biệt cái đi xong rồi về đi nhanh lên. Nào. Rồi được rồi, về đi. Về đi. Thôi bye bye nha. Về nhé. Trời ơi. Vừa rồi con chó nữa. Vừa nam chính. Bây giờ anh em cái kỳ quá tiện ngay họp được tiện họp trên giường à. Đang họp và đang ngủ à. Lên cái bàn kia đó. Rồi. Đấy thì yêu cầu là phụ hồ chính của làng chúng ta là phát biểu những ý tưởng để xây làng chúng ta con đường trở nên tươi đẹp nào. Tời ta, để suy nghĩ coi. Suy nghĩ hả anh? Ừ, suy nghĩ thôi coi. Anh Minh bây giờ là... Đúng rồi, có rồi, ra rồi. Ra rồi. Ra gì? Mình sẽ làm con đường bốn mùa. Cho nó chết. Dạ, yeah. Wow. Mình mở kinh doanh, thì mình kinh doanh mà đúng không? Như là có gấu nè, thì có sẽ có tuyết nè. Đấy, mùa thu thì mùa xuân nè, mùa hạ nè. Đấy, mốt mình là nguyên một vàng đó mình cho thuê hết. Cho kinh doanh hết. Ta nghĩ cũng hợp lý đấy. À, như... Nghe nó thật sự rất là amazing luôn á. Amazing nhưng mà có điều một cái này hả? Bữa giờ mình chưa thấy là cái nhà mình nó chưa có xây một cái bất kỳ cái gì để kinh doanh cả. Đúng rồi. Hay mình nghèo không? Ừ thì rất là nghèo. Mình nghèo là do thằng Henrik. Đúng rồi. Hồi nãy á mọi người không biết đâu, Nguyên một băng qua đó đòi nợ. Trời. 50 kim cương. Trời. Tôi trả nó 30 cục, tí nữa 20 cục qua nó kiếm nữa nè. Mình kiếm một băng nữa nè. Tí em đưa em chém. Tí rồi. Nãy em phải đi đào kim cương giúp. Trời. Hỏi nói sao Hiếu nợ, nó đi mượn tiền, nó vay, nó mua áo. Trời ơi. Trời ơi. Nâng cấp mộ luôn, nâng cấp mà nâng cấp ấy mà để nâng độ lên. Thì đấy, mình tìm được mua áo mới không? Thì bây giờ là chúng ta là tóm lại là chúng ta sẽ kinh doanh theo kiểu thương mại dịch vụ đúng không? Chúng ta mở đúng vậy. Xây lên là chúng ta cho thuê, cho họ thuê hoặc là họ sẽ muốn yêu cầu chúng ta xây theo hình thức dạng nhà như thế nào thì mình sẽ xây và cho họ thuê đúng không? Đúng. Ờ, thì trời, tôi còn có ham vọng rất lớn là mở nguyên một cái mall Herorite. Ui trời ơi, được quá. Quan trọng là thôi được rồi đấy. Thì bây giờ nhá, thì chốt lại là vấn đề là như thế. Nhưng mà cái vấn đề kiếm nguyên liệu thì phải chung tay cùng nhau kiếm. Chứ một người kiếm là lòi chỉ ra đấy. Chị. Là chỉ tới. Thế chúng ta là đấy. Vì bây giờ xây từng cái một. Bây giờ là con đường trước đúng không? Hay là nhà trước? Đúng rồi. Nhà mình thì chắc là ưu tiên nữ trước. Đưa ra ý kiến. Ờ, trưởng làng đâu. Tại vì nữ đó thu hút được những giới trẻ trong server. Em nữ. Hả? Nữ nào trước à? Thôi, bà thím rồi, hết thời rồi. Nào. No. Dạ rồi. Thôi, đúng rồi. Mình có trưởng làng mà quên mất. Ừ, trưởng làng nói đi. Trưởng làng lên tiếng đi. Đó, sau khi mà nghe mọi người nói á, thì em cảm thấy rất là kỳ lý đấy, bởi vì em không hiểu gì. Trời, chuyện làng dắp quá, chuyện làng áp ca cái chuyện làng. Chuyện làng ca. Hả? Thế bây giờ là chúng ta làm đường trước hay là chúng ta gọi là ấy trước nào? Làm nhà à? Chúng ta ấy trước là cái gì ta? Chúng ta ấy là cái gì? Trời ơi, chưa tới ngày. Ý là chúng ta ấy, chúng ta xây nhà trước ấy. Xây nhà gì cơ? Thì nhà ấy. Thì nhà ấy là gì? Nhà ấy đấy. Trời ơi. Trời ơi. Nhà bốn mùa ấy. Thầy, sao không cái gì bốn mùa ấy? Trời ơi. Bốn mùa, tổ bốn mùa với đường là mùa. Hợp lý không? Đấy là con đường bốn mùa là nắm sẽ là người đi xây. Con đường bốn mùa.
Rồi đội trưởng làng thì giao nhiệm vụ cho mọi người đi kiếm nguyên liệu. Ừ được. Bây giờ. Đấy chốt hạ thế đi cho nhanh. Thế bây giờ là. Nhưng mà nó là thế. À? Còn cái nữa nãy mới nói xong là bây giờ mình kinh doanh gì trên con đường. Kinh doanh hả? Mình sẽ mở một cái tiệm cho cái chị Yuimochi này là cái tiệm cà phê thú cưng. Cà phê tròi. Ta là một quán cà phê tròi đâu. Là để gọi là đừng có vậy cho, mà. Cho mình cái gọi là mấy cái gì ta? Cái gì? Quan để tôi ăn cái nóc luôn. Để tôi ăn cái nóc. Cái gì vậy? Cá mà vừa chơi thú cưng mà vừa bán cho ba con đi. À, vừa ôi, chơi thủ cưng vừa bán thủ cưng. Chơi thủ cưng. Ủa thì chơi thủ cưng. Ta biết rồi. Ta sẽ làm một tiệm rượu để kinh doanh gọi là cho các vị huynh đài thất tình. Ồ. Nghe sầu đấy. Cắt đôi nỗi sầu. Thế chồng em mà đi nhậu thì sao? Thì đấy, thì thêm nữa là lâu lâu mà tổ chức offline đông đó là sẽ được tổ chức ở đấy. Kêu mà khi kinh doanh á, bà không nói được. Tới lúc bà kêu đi nhậu á là bà nghe tới chồng bà là bà nhảy lên bà nói lu loát. Thật. Nhưng mà nói chung á là cái tiệm cà phê thú cưng của mình á là nó sẽ là như này, nó sẽ là vừa chơi thú cưng, vừa chơi cùng thú cưng. Rồi. Dạ 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 dạ. Đó. Và sau đó thì sẽ có hầu gái ra tiếp đón nè, rồi có người thu tiền rồi em sẽ chia nhiệm vụ ra sau ha. Là trước tiên mình phải lo những cái mới nhất trước. Nói chung là em lấy gái. Nó là như vậy đấy. Thôi được rồi, thì ta nghĩ cứ làm con đường lại nha. Bây giờ là chúng ta sẽ bắt đầu là xây con đường. Sau đó chúng ta sẽ xây tiệm cà phê. Rồi. Cà phê chúng ta tiệm cà phê thú cưng. Và thú cưng gì đấy nhỉ? Cả nhà mà. Thú gì? Axolotl. Hợp lý nha. Cái nhà mới ok không? Axolotl nha. Axolotl đấy, thú cưng là phải Axolotl cho nó ấy chứ. Vậy là cà phê Axolotl. Tôi sẽ xây một con axolotl trên cái đầu cái tiệm cà phê. Rồi. Thì đấy thì okay, chuẩn bị nha. Bây giờ cả nhà mình đi làm việc hả nào? Đâu, rồi, nhưng mà làm gì tôi làm đi. Hả? Rồi hả? Đi kiếm nguyên liệu. Nguyên liệu gì tôi có biết đâu. Bây giờ phải chia việc nhau ai kiếm cái gì hay là cùng nhau kiếm cái gì chứ? Phải... Bây giờ nguyên liệu là những gì nhỏ anh nắm nhỏ? Bây giờ là thứ nhất là sẽ là cần gỗ. Cái gỗ màu hồng là gỗ đào đúng không? Ở xong cần đá nè, cần mấy cái đá như đá mịn. Từ cần đá không ta? Phải cần đá chứ, đá thì mình xây cái hồ. Đá mịn con này đúng không? Có một ý tưởng là xây một cái hồ lúc mà mọi người bước vào cái tiệm cà phê á. Là mình sẽ có cái hồ ở dưới, nó có axolotl ở dưới. Đấy, có nhà bếp luôn. Ok luôn. Nói chung là về gỗ hoa đào là nhiều nha mọi người. Sầu dữ vậy. Cái gì vậy? Xây cả nóc anh ơi. Hả? Sầu á. Anh ngủ không? Tôi Su Quỳnh ăn cái nóc rồi. Sư Quỳnh nghe Sư Quỳnh. Ta là tù không, ta bị đeo vòng kim cô. Hả? Ủa không? Thấy không? Thấy đeo vòng kim cô không? Quan Âm Bồ Tát đang đeo. Rồi nhá, rồi tiếp tục đi anh ơi. Để thêm việc cho làm luôn này. Ok. Nghĩa là bây giờ là Nấm sẽ gửi cho cả nhà mình một cái bản dụng cụ. Nói chung là nguyên liệu á, nguyên liệu okay. Để chúng ta sẽ xây cái ngôi nhà này. Thì đấy cứ gửi này. Ừ, cứ gửi qua phở bò đi. Ủa thế là mình mình à, sau đôi ta. Là bây giờ mình kiếm nguyên liệu xây cái tiệm cà phê. Ủa ai mới nhạc gì? Hả? Bây giờ là chốt rồi nè, nãy giờ quằn quá. Bây giờ chốt là chúng ta sẽ đi tìm nguyên liệu để xây tiệm cà phê. Và những nguyên liệu sẽ cần thiết như là kính, rồi gỗ anh đào nè. Rồi xong rồi gỗ anh đào rất nhiều nha. Xong rồi lá anh đào với lại lá. Đây. Đấy. Ok. Đơn giản là vậy thôi. Rồi, chốt hạ đây đi. Rồi. Rồi đúng rồi, mọi còn cái nữa từ từ. Đang thiếu mực. Tại vì cái mực để làm chữ cà phê. Rồi. Cái cờ á. Ok. Mực à? Yeah. Thì mình không có nhiều nên là đi mua đi kiếm được mà. Ai gánh đi mua thôi cái đấy để trường làng làm cho trường làng rảnh á. Ok. Bây giờ mình ra mình chọn đất đi nha. Cái nhà mình ra chọn đất để đây xây tiệm cà phê nè. Xây đường trước đã chứ. Chờ. Hả? Hút ủa? Không hút được. Đi thôi nào. Đi thôi. Nào, đi chứ thường làm chó nhá.
Lâu lắc quá. Trời ơi. Làng hôm nay chơi lập chó kiểu. Giờ mình sẽ đâu nhờ? Mình sẽ đâu nhỉ? Có đâu gì nhỉ? Chỗ nào? View đẹp. View chỗ nào nhỉ? Cái gì? Oh, ta thấy đẹp lắm này, đây này. Cần nên giải tỏa đi nè cả nhà. Tại sao? Hợp lý anh ơi. Em biết sao không? Sao? Bây giờ thứ nhất là cái chỗ này nó trồng trọt thì nó hơi thật. Hơi phí. Hơi bị. Em đâu định nói. Tại vì thứ nhất là cái nhà kho mình kế bên đúng không? Đúng. Đấy là mình chỉ cần đem cá đem đồ lên thôi. Mấy con cá mình nuôi ở dưới mà, đâu có nuôi ở đây đâu. Đấy, mình cần bán mặt hàng nữa, cái mình lấy xuống kho. Mình xuống kho mà lấy, mà đem lên bán. Đấy. Hợp lý. Hợp lý. Ok. Vậy là chọn chỗ này nha anh ơi. Tôi cảm giác kiểu nhà mình cái bắt đầu kinh doanh nó bị yếu yếu cái gì á. Sao? Từ từ. Nói chung là view đẹp mà đúng không? Từ. Anh nắm rồi. Đây nè. Thật sự là cái nhà mà muốn kinh doanh không? Hay đi ở chợ? Muốn làm cu li à nhờ? Trời đất ơi. Trời ơi. Server này một cu li, làm cu li xong lên chuẩn làng luôn. Đỉnh thiệt sự. Bây giờ nha thì chọn chỗ này đúng không anh? Bởi vì là đúng chỗ rồi. Này view đẹp đúng không? Chỗ này hợp lý, đúng rồi, view đẹp. Hợp lý, view đẹp. Ôi, cái này mà bắt cái cầu qua là hợp lý luôn á giờ. Từ kia đi qua. Không, bây giờ ta tưởng là bây giờ phải xây đường chứ đã, xong rồi chúng ta hình thành đường đã, xong rồi chúng ta mới đi, mới chọn xây ở đâu chứ nhỉ? Cái này là tiệm cà phê nhỏ thôi đúng không? Mình bây giờ mình xây trước không? Đấy. Vừa xong một cái là mình xây cái đường luôn. Mình mời khách đúng vô rồi, luôn mình... Khách nào đang xây xây đường đúng không? Mình rủ vô luôn à, đúng rồi, rủ vô uống nước để nghỉ ngơi. Ok, thế đúng rồi à, như... Thế thì tôi đi xây quán rượu của tôi trước nha. Quán rượu của tôi ở đâu để nó hợp lý nhỉ? Quán rượu là ở dưới đây đó. Tôi biết luôn rồi, Sư Huynh. Đâu, chỗ nào? Quán nào, chỗ nào? Sư Huynh, thấy đây nè, Sư Huynh. Đây à? Chỗ này luôn đúng không? Chỗ này đấu trường là luôn đúng không? Chỗ này mọi người cũng hay đi qua. Kiểu nhậu xong ra đây đấm nhau luôn. À, ok. Được. Sư Huynh chơi game anh. Hả? Chắc có lẽ là tôi muốn mấy farm. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lên kế hoạch mà xây luôn nha. Bây giờ ấy, tại vì sắp tới tôi sẽ bây giờ là chặt đống cây chúng ta. Ok, Sư Huynh. Cho tôi xin cái nắp nhé. Alo mọi người, phá cái cổng đừng buông buông hay không? Ai đó đập vô đầu em cái. Ok, cảm ơn. Chưa. Rồi rồi, đào đi mọi người, đào đi mọi người. Đào rồi. Mọi người đào, phá cái cổng đừng buông cái hộ này, đào đi mỏi tay. Cố lên mọi người. Cố lên. Từ đây cá nóc rồi, từ đây cá nóc rồi, dừa. Bây giờ mà cả nhà mình mà tìm nguyên liệu là hôm nay là cái có luôn. Tôi say quá. Ở khi nào anh say? Đập cái cây luôn. Trời, có nguyên liệu là say luôn á. Wow, chiến vậy sao? Chị đang kiếm mà, chị đang kiếm mà. Có bộ hội mình cũng ghê đấy. Trời ơi, phê quá xưa. Bây giờ chắc xây cái con đường trước đầu tiên là xây con đường bên kia đi. Để mở cái bên kia nữa. Bây giờ chúng ta đất hơi nhiều nha, chúng ta đất nhiều lắm nha, nên là lựa nha. lựa. Không, đất của mình là cho thôi mặt bằng hết. Vì mình đài này đâm đầu vào xương rồng chết luôn rồi. Oh my god. Ủa, có mất hết đồ không ta? Không. Ủa, cái cây này phải lên trên đấy nhỉ? Có cái gì thôi. Kìa. Từ phê cá nóng quá, Sư Quân ơi. Bơi lại rồi. từ phê cá nóng quá. Thì là vãi trưởng. Thôi được rồi. Bây giờ là chia nhau ra làm ha, hay em đi kiếm mực tí đó. Rồi. Ok, chị đi kiếm cùng em luôn. Thôi đi ngủ cái đã. Cái này kiếm nhanh hả? Hả? Ai có giữ đồ tôi không? Không. Không. Ôi sao không? Nó bay vô xương rộng đúng rồi. Rồi.